Năm 2020 đi qua với Vũ Văn Thanh với những ký ức buồn và những nỗi đau. Tết Tân Sửu năm nay Thanh không còn bố nữa. Vào một buổi chiều tháng 7 năm ngoái, cơn bão bệnh đã cướp đi người đàn ông đáng kính của cuộc đời hậu vệ đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Dã biệt cõi đời, ông Vũ Văn Hộ có lẽ đã mãn nguyện nơi chín suối khi được chứng kiến con trai trưởng thành về mọi mặt. Lúc sinh thời, trong mọi câu chuyện, ông Hộ đều lái về bóng đá, về cậu con trai mình. Có lần khi được phóng viên hỏi ông Hộ, ông có bất ngờ về sự trưởng thành của Thanh không? Ông cười hiền rồi nói, Thanh có nghị lực vươn lên, nó là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà cả gia đình, họ tộc. Trong ký ức của mình, Vũ Văn Thanh chưa quên những ngày cơ cực của gia đình. Mẹ của Thanh, bà Nguyễn Thị Giàn từng đi chợ bán từng bó rau để kiếm bữa cá, bữa thịt cho cả gia đình. Trong ký ức của mình, Vũ Văn Thanh vẫn còn nhớ như in cái ngày mẹ phải bán cả mái tóc dài mà bà đã góp nhặt cả thanh xuân để lấy tiền trang trải học phí cho anh. Trong ký ức của mình, Vũ Văn Thanh chưa bao giờ quên hình ảnh cậu bé đen nhẻm đi đá bóng nhưng cứ nằng nặc đòi về. Đấy cũng là những ngày bố mẹ thương con đứt ruột nhưng phải luân phiên tổng động viên Thanh ở lại với hy vọng một ngày nào đó Vũ Văn Thanh sẽ thành tài và thành nhân, và hy vọng Vũ Văn Thanh sẽ trở thành niềm tự hào của gia đình. Trong quá khứ, gia đình của Văn Thanh đã phải góp nhặt từng đồng để có thêm tiền đóng học phí cho anh. Vì lẽ ấy, động lực của chàng trai đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai ngày càng mãnh liệt hơn. Gần 15 năm trôi qua, Vũ Văn Thanh giờ đã trở thành người của công chúng. Ngôi nhà khang trang ở thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, bây giờ được xây dựng từ những đồng tiền góp nhặt từ bóng đá của Vũ Văn Thanh. Hồi đầu năm ngoái, bà Giàn từng tâm sự về cậu con trai với giọng rất đỗi tự hào. Thanh đi đá bóng, đi đây đi đó, không biết nổi tiếng như thế nào, chứ về nhà ngoan hiền, thương bố mẹ, Thanh giúp đỡ gia đình, không câu nệ. Thấy con khôn lớn, khiêm tốn, là người làm mẹ tôi cảm thấy tự hào vì mình sinh ra một người con như vậy. Những ngày Tết Tân Sửu, Vũ Văn Thanh chỉ loanh quanh ở nhà vì bệnh dịch đang bùng phát nơi quê hương Hải Dương của anh, và ở nhà bởi anh muốn dành trọn vẹn những ngày xuân cho mẹ. Bố mất rồi, mẹ ở với anh chị cũng đỡ buồn, nhưng những ngày Tết nhất thế này, tôi phải về để mẹ vui, tôi phải về để mẹ biết thằng Thanh đã trưởng thành, có thể thay bố làm gánh vác công việc gia đình. Vũ Văn Thanh bày tỏ xúc cảm khi nhắc đến người mẹ đáng kính của mình. Mùa xuân luôn mang đến cho con người ta những cảm xúc đặc biệt. Ở đâu đó, người người, nhà nhà đón giao thừa sung túc bên những bữa ăn sơn hào hải vị hay du xuân bên những tình nhân. Nhưng mùa xuân sẽ khó đông đầy và căng tràn nếu thiếu đi mâm cơm gia đình, thiếu bao lì xì của bố mẹ trong ngày Tết, dù cháu con đã lớn. Nghe Văn Thanh kể chuyện ngày Tết, tự dưng người viết như xe lại và nhớ đến khúc ca Da Diết, Mùa Xuân Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Sau nỗi đau mất cha và bị chấn thương hành hạ, Văn Thanh đang trở lại ấn tượng hơn bao giờ hết tại V-League 2021. Không những góp mặt trong hệ thống phòng ngự 5 người vững chắc nhất giải đấu trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai, mà những tình huống lên tham gia tấn công cũng là điểm mạnh của hậu vệ phải người Hải Dương. Hãy cùng Netsport thưởng thức màn trình diễn đỉnh cao của Văn Thanh. Bệ phóng để chúng ta kỳ vọng, cầu thủ sinh năm 1996 sẽ có 3 trận đấu khởi sắc trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tại UAE vào tháng 6 tới. 2-0 dành cho Anh Gia Lai. Hai bàn thắng chỉ trong vòng có 5 phút. Và đây là gương mặt chấm từ của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Đội bóng của ông đã phải đón nhận 2 bàn thua. Washington Brandao. Sau hiệp 1 trận đấu với Top Line Bình Định thì đây có lẽ là màn trình diễn trong một hiệp đấu mà người ta nhận thấy là có sự chuyển biến rõ rệt từ Washington Brandao, và những gì mà huấn luyện viên Katisak đã rèn giũa cho tiền đạo này bây giờ được thể hiện rõ rệt nhất bằng màn trình diễn ở trên sân. Tỷ số là 2-0 dành cho Hoàng Gia Lai. Hiệp 1 là một đấu chặt chẽ, không có nhiều cơ hội, không có nhiều những tình huống dứt điểm, nhưng chỉ trong vòng 15 phút thi đấu vừa qua thôi đã có 2 pha lập công đều bằng những tình huống dứt điểm bằng chân trái, lần lượt là Công Phượng và Văn Thanh. Đây chính là đóng góp đáng kể nhất của Washington Brandao kể từ đầu trận đấu, nhưng chỉ một thôi, cùng đó là pha dứt điểm của Văn Thanh đã giúp cho câu lạc bộ Anh Gia Lai nhân đôi cách biệt. Và đây cũng là pha lập công thứ hai của Văn Thanh trong hai lần đối đầu với Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy. Một pha dứt điểm quá khó cũng như cách mà Công Phượng đã mở tỷ số. Ở trận đấu mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai để thua 1-4 Viettel ở giai đoạn này thì Văn Thanh là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng phố núi. Mọi thứ đã thay đổi khá trong vạch sau hiệp 2 bắt đầu. Và phối hợp quá khó giữa Sa Hà và Pedro Paulo. Washington Brandao lùi về bên phía phần sân nhà tìm kiếm bóng. Cơ hội! Văn Toàn! 3-0 rồi! 3-0 cho Hoàng Gia Lai! Đó là cú đúp của Văn Thanh rất hợp lý. Một mặt thẫn thờ của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Chỉ trong vòng
một nửa thời gian thi đấu vừa phải, đội chủ nhà đã phải đón nhận tới 3 bàn thua. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh. Có thể hiểu được sự thất vọng của các cổ động viên, các cầu thủ Viettel vào lúc này. Hàng phòng ngự với hai trung vệ hàng đầu Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải đã sụp đổ ở trong hiệp đấu thứ hai trên sân hàng đẫy. Và lại là Văn Toàn, anh làm tất cả những gì khó nhất và dành tặng cơ hội cho Văn Thành hoàn tất cú đúp của mình. 3-0, Washington Brandao, người đã mở ra đợt tấn công này, lùi về bên phía phần sân nhà, giành lại quyền kiểm soát và mở ra pha phối hợp dẫn tới bàn thắng của Văn Thành. Và bàn thắng thứ 3 này thì nó vẫn giống như một kịch bản của hai pha lập công trước đó, vẫn là một tình huống tấn công bên phía cánh phải theo hướng của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Đây là tình huống mà Văn Thành cũng rất tỉnh táo khi không tham gia nhận bóng. Trước đó thì Văn Thành có lẽ đã rơi vào thế bất vị và để cho Văn Toàn băng xuống, và mình là người kết thúc cũng như ghi tên mình trên bảng tỷ số với pha lập công thứ hai của cá nhân số 17. Không phải, đó là Sâm Hợp Đức. Lại một pha trùng biến hay. Cân ngang! Bóng không tới được vị trí của Daniel Silva. Cánh của Hồng Duy đang bị các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh khai thác. Công Phượng. Đường chuyền của Văn Thành. Dẫn đây! Công vào! Đó là Công Phượng! Giống như trên sân vận động đấy, chỉ phút sau khi vào sân, Công Phượng ngay lập tức để lại dấu ấn. Trước đó là pha xử lý cực hay của Văn Toàn, may mắn có thể không đúng về phía cầu thủ mang áo số 9, nhưng Công Phượng đã giúp cho người đồng đội làm trọn vẹn hơn pha bóng vừa rồi. Hoàng Gia Lai vừa lên dẫn 1-0. Lại là Công Phượng, bàn thắng thứ hai của số 10 ở V-League 1 2021. Văn Thành, tốc độ của những đợt lên biên luôn được duy trì tốt bởi Văn Thành và Nguyễn Phong Hồng Duy. Đúng vào, cú bóng, tỷ số được mở cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai rất nhanh. 7 phút thi đấu và bàn thắng đầu tiên, và vẫn là pha ăn mừng quen thuộc này. Người dứt điểm là Công Phượng, và dứt điểm một chạm gọn gẽ đưa trái bóng về phía góc xa. Pha lập công thứ 15 của cầu thủ Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay, và 9 trong số đó thuộc về bộ đôi Văn Toàn và Công Phượng. Vừa rồi cũng là bàn thắng thứ 4 của cá nhân Công Phượng mùa giải năm nay. Hoàng Gia Lai đang chơi thăng hoa ở V-League. Họ dẫn đầu bảng xếp hạng. Dũng Quang Nho, trận đấu quá nóng bỏng ở những phút cuối. Penalty! Penalty cho Hoàng Gia Lai! Một cuộc rượt đuổi như phim hành động, những diễn biến mà không ai có thể ngờ tới. Penalty cho Hoàng Gia Lai. Quả đá phạt 11m ở những phút đá bù giờ cuối cùng. Hoàng Gia Lai có cơ hội từ quả đá phạt 11m. Người ngăn chặn quả tạt của Văn Thành, đó là Wesley. Công Phượng và thủ môn Đinh Xuân Việt. Công Phượng, bóng đi vào chính giữa khung thành, và đó là bàn thắng mang lại sự bùng nổ, sự bùng nổ cho cabin huấn luyện của anh Gia Lai. Quá vất vả để có được bàn thắng này, một bàn thắng cực kỳ quan trọng, bởi một trận hòa sẽ giáng bệnh vào tâm lý thi đấu của anh Gia Lai trong những vòng đấu sắp tới. Họ tưởng chừng như đã mất gần như là tất cả, nhưng cuối cùng thì vẫn có được bàn thắng quyết định này. Và thậm chí là cả tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương cũng sẽ có mặt trên sân. Năm sự thay đổi người của anh Gia Lai, kiên quyết rời sân để nhường chỗ cho Vũ Văn Thành. Tình huống đối đầu giữa Văn Thành và Thanh Nhã. Văn Thành để giúp cho Hoàng Gia Lai có được bàn thắng của mình tỷ số 1-1. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 86.
và bàn thắng chỉ đến với Hoàng Anh Gia Lai trên chấm phút đền. Trận đấu đã có tỷ số hòa và bây giờ khoảng thời điểm còn lại vẫn là những sức ép được tạo ra từ các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ở những thời điểm quan trọng, 3-0 rồi, 3-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Đó là cú đúp của Văn Thanh, rất hợp lý.